Mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn em có dìm đa số mặt hàng nhiều loại giống giấy siêu bông ha. Tông lớn, tông nhỏ, đủ dáng hết nha cô chú anh chị. Nhiều màu sắc rực rỡ, rất mong sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa. Hôm qua số điện thoại 0706 961 085. Nhà vườn em hiện tại ở La Dung, Đồng Tháp ạ. Trong clip này em cũng rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa. Đầu tiên là em vô cây số 1. Cây số 1 là cây ngũ sắc hái 5 màu. Cây này form tàn lớn với lại gốc lớn luôn nha cô chú anh chị. Đợt này thì ngũ sắc em về có hai loại ha. Một loại tàn lớn, một loại tàn vừa nữa cho cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Em nghiêng cái form tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Form tàn rất là dày luôn. Mỗi đọt là mỗi một nụ hoa luôn. Cây này thì hiện diện đủ 5 màu nha cô chú anh chị. Cái màu đỏ hái nhìn rất là đẹp ha. Màu đỏ nè, trắng phớt hồng nè, cam nè, cam nè, vàng nè, hồng sắc pháo nè, đủ hết 5 màu. Mặt hoa là tròn đều 4 mặt hết nha cô chú anh chị. Đủ hết 5 màu ha. Vàng lá bông nhiều chứ cô chú anh chị thấy vàng lá bên vườn em ha, xanh mướt nè. Rất là khỏe luôn ha. Xanh mơn mởn luôn ha. Những cái tay nhánh tay cầm ở đây rất là lớn luôn nè. Chi tàn rất là lực nha cô chú anh chị. Một ôm tay của em luôn ha. Cây này gốc rất là lớn. Gốc lớn gốc già luôn ha. Đây cái gốc nè, hai tay em ôm không giáp luôn ha. Cái gốc này cũng đế sổ luôn. Độ sổ là 40. Cũ ở đây thì là 52. Cũ đặc nha cô chú anh chị. Cái gốc là lớn như gốc mai vậy ha. Đây nè. Nè, bàn tay em đưa vô ha. Coi nè, cái gốc rất là lớn luôn ha. Cũ nó đặc mà nó ôm với nhau mà cái gốc nó rất là sạch sẽ luôn nha cô chú anh chị. Cộng đế rễ thì ăn sâu dưới đây nữa nè. Phân này là phân mới luôn nha cô chú anh chị, yên tâm ha. Em đã cây lớn thì vẫn là vô chậu lớn với lại phân mới cho nó tốt. Chậu này chậu 7 luôn nha. Rất là lớn nè. Rồi mã số 1. Cao 1m7, cái nghe 1m7, hoành là 35. Cây này hoành 35 nha cô chú anh chị. Rất là lớn nha. Rồi mã số 1, 2,9 triệu. Em bao rồm phí ship luôn ạ. Khi ship ship luôn cả chậu. Cô chú anh chị nào thuận tiếng xe thì vườn em có thể là tiến hành giao xe, hạn chế sự rụng hoa nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nào không thuận tiếng xe thì em ship code nha. Giao xe thì thuận tiếng xe thì giao xe thì được cái mặt hoa chơi nha cô chú anh chị. Nó cũng sẽ có rụng một số nhưng mà mình vẫn có thể chơi được ha. Mèo thì nè, cây này rất là lớn ha. 5 mèo hoa rực rỡ luôn. Cây này là cái tàn là rất là lớn nha cô chú anh chị. Hai tay em ôm không giáp luôn ha. Tàn rất là lớn tàn. 5 mèo. Em nghiêng cái phom tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Đây. Phom tàn mà nó tròn do luôn nè cô chú anh chị. Bông thì búp búp ha. Từ trên đỉnh nè. Dẹt dài xuống luôn. Đây rất là đẹp ha. Đây, những cái mặt hàng, những cái mèo qua nè. Nhìn rất là tươi ha cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị, cái màu này là màu trắng phớt hồng nè. Mà giờ nó chuyển sang là hồng đậm luôn rồi nè. Rất là đẹp luôn ha. Nè, trắng phớt hồng nè. Cây này tàn rất là lớn nha cô chú anh chị. Chi nhánh tàn lớn ha. Cái này cũng một ôm tay của em luôn nè. Em đo cái thân nhánh cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây nè. Em đại diện một chi tàn ha, đâu chi tàn lớn là 13 luôn nha cô chú anh chị. Cái nhánh ở đây là 13 rồi ha. Củ đế sổ nằm luôn à. Chén thì nó hơi bay ha. Gốc thì cực kỳ lớn luôn. Độ sổ 40. Củ ở chỗ này là 48 nha cô chú anh chị. Tổng cái bộ đế là 50. Đế sổ mà cái củ là 48 rất là lớn nha cô chú anh chị. Củ lớn luôn ha. Đây, rất là già gốc, rất là già gốc luôn rồi nè.
Nhìn cái dáng nè, cái này nè, nguyên một ôm luôn ha. Hai tay em không dép luôn nè. Rất là lớn. Rồi mã số 2. Cao 1,5m, ngang 1,8m, hoành 36. Mã số 2, 2,8 triệu. Em bao rộng phía ship luôn. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 thì cây này là gồm nhiều màu sắc nha cô chú anh chị, màu giống mới tới 9 màu lận nha. Trong đó thì gồm có 4 màu lửa, là gồm có là tím lửa, cam lửa, hồng lửa và đỏ lửa. Còn những cây màu giống mới là gồm có là màu vàng anh, tím huế, trắng tiết, hồng gân. Đủ hết nha cô chú anh chị. Với lại là một màu violet nữa nè. Violet nè, này là giống mới nè, đem búp nụ nha cô chú anh chị. Violet nè, hồng gân thì kế bên ha, hoàng anh, tím huế, trắng tiết, với lại là gồm kia là 4 màu lửa nữa. Quá xá cây này à, một cây mà tới 9 giống lận ha cô chú anh chị, 9 màu. Rất là ngợi luôn nha, cô chú anh chị mua một cây về mình ghép mình lấy bo cũng rất là đẹp luôn ha. Cây này nè, những cái màu mới này nè mà bông rộ rất là đẹp. Em nghiêng cái phân tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Cái hàng này là cô chú anh chị thấy nó đem búp nụ nhiều chưa có rộ nha. Rộ một cái là cái cây của mình là nói chung là kín mít hết ha. Đây hàng đem búp nụ rất là nhiều nè. Vàng anh rồi ha. Trắng tiết nè. Đây hàng đem búp nụ. Cây này rất là lớn nha cô chú anh chị. Cây này có cái gốc như là gốc mai luôn ha. Những cái màu giống mới này về cô chú anh chị mình trưng trước nhà ha. Một cặp ngũ sắc với những mấy cái cây này là rất là đẹp luôn. Trang trí cho ngôi nhà mình ha. Bông thì ra là quanh năm bốn mùa. Cây này thì đế sổ luôn. Độ sổ là 40. Chi nó đều ha. Giống như là đế mai vậy nè. Y gan là sắp đế sẵn luôn ha. Chi cộng nè, rất là đều. Gốc ở đây thì nè, củ đế là hai tay em ôm không dép nha. Củ đặc lắm nha cô chú anh chị. Gốc sạch sẽ luôn ha. Củ ở đây là 55. Rất là lớn. Cái gốc này về cô chú anh chị mình sang qua cái chậu kiểu á, chân trước nhà ha. Trang trí cho ngôi nhà mình rất là đẹp luôn. Gốc cực kỳ lớn. Gốc già gốc lắm này nha cô chú anh chị. Rồi mã số 3. Cây 9 màu này có chiều cao 1,4m. Tổng tán ngang 1,6m, hoành là 37. Mã số 3, 2,5 triệu. Em bao rồi phí ship luôn. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì cây này là gồm 7 màu. Gồm 4 màu lửa. Thì gồm có 4 màu lửa thì gồm có tím lửa, cam lửa, đỏ lửa và hồng lửa. Còn 4 màu kia, còn 3 màu kia là hoàng anh, hồng gân, trắng tiết. Với lại là một màu tím nha cô chú anh chị. Đủ hết ha, 7 màu. Phơm tàn xum xê luôn nha cô chú anh chị. Đây thân ở đây coi nè. Một ôm tay của em luôn ha. Cây này tàn nhánh rất là lực luôn nha. Những cái màu lửa này nè, nó còn đen búp nụ nè. Chưa có rộ hoa hết nha. Rộ hoa hết là nhìn thấy rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này đế sổ luôn. Gốc rất là lớn, gốc già gốc luôn nha cô chú anh chị. Cái cặp này là gốc lớn luôn ha. Coi nè. Các bạn tay em đưa vô ha. Gốc rất là lớn, gốc lực luôn. Tổng thể bể là thì 77. Củ già gốc lớn. Rồi cây 7 màu này mã số 4. Cao 1,4m, ngang 1,6m, hoành 32. Mã số 4, 2,4 triệu. Là em bao rồi phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là ngũ sắc. Cây này thì là phơm nhỏ nha cô chú anh chị. Cây này cây lùn ha.
cây này thì bên vườn em thì nói chung ngũ sắc vườn em là tông lớn tông nhỏ, tông nào là cũng là cái phơm tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Nhà vườn em lúc nào làm mà hoa giấy á là cũng phải phơm tàn dày như thế này nè, nó dày mà nó kín mít hết nha cô chú anh chị. Vàng xương coi nè, cây này thì là hàng đang bứt nụ nên cô chú anh chị mình thấy bông nó chưa có rộ nha. Cây này thì em rửa xe thì là có thể là về cho cô chú anh chị mình chơi hoa được luôn nha. Tại hàng nó đang bứt nụ thì gửi xe thì hạn chế sử dụng hoa. Còn này là hàng đang nụ, về chơi rất là đẹp luôn. Đây, mỗi cái tay nhánh đó là mỗi một ga, mỗi một bông ha. Nụ rồi nè, búp búp rất là nhiều luôn. Ở đây thì chi tàn lớn luôn nha cô chú anh chị. Cây này rất là lùng lực nha. Cây này có cái bộ đế sổ rất là quái nha, gốc rất là có duyên, gốc sạch sẽ luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5, cao 1m25, tán ngang 1m4, hoành 22, mã số 5 1.3 triệu, em bao rộm phí ship luôn. Đây tiếp theo mã số 6, em nghiêng cái phân tàn xuống. Số 6 nói chung là số 5 và số 6, cái cặp này là hàng đen búp nụ nha cô chú anh chị. Đây nè, nụ thôi mà nhìn thấy nè, vàng xương nè, rất là dày rồi, dày tàn lắm rồi. Đây, bông này là bông mới luôn nha cô chú anh chị. Cây này là bông mới luôn ha. 5 màu, 5 màu này là 5 màu ngũ sắc thái nha cô chú anh chị. Cây này thì tông nó lùng mà được cái phơm tàn nó xum xê hết. Hoa ngũ sắc thì cô chú anh chị mình lựa những phơm tàn dày như thế này nè, chơi hết được bông này, được bông sau cái mình làm hoa lại rất là dễ luôn. Gốc này gốc đế sổ luôn nha. Đây, cây này thì một rễ nha, một rễ đi thẳng lên luôn, uống lượng rồi nè, nhìn rất là quá luôn ha cô chú anh chị. Thân ở đây nào cũng một ôm tay em ha, chi tàn rất là lục lùng lực ha. Rồi mã số 6, cao 1m3 nghe 1m4 và 19, mã số 6 1.2 triệu, em bao rộm phí ship luôn ạ. Tiếp theo mã số 7, đợt này em cũng có về cái phơm nhỏ này nữa nha cô chú anh chị. Tại vườn em á cô chú anh chị muốn hàng lớn thì vẫn có, hàng vừa vừa và giá tiền vẫn có luôn ha, hàng nhỏ này vẫn có luôn cho cô chú anh chị mình nhập sỉ bán tết ha. Số điện thoại liên hệ mua hàng của nhà vườn em là 0706 961085. Cô chú anh chị nào muốn lấy sỉ về bán tết thì liên hệ em qua số điện thoại đó ha. Nhà vườn em có đủ các mặt hàng ạ. Rồi tiếp theo mã số 7, cây này thì cũng là 5 màu. Em nghiêng cái phân tàn xuống cho cô chú anh chị mình cũng xem ha. Cây nào nói chung là nhỏ nhỏ thôi chứ tàn cũng rất là dày tàn nè, rực rỡ luôn ha. Những cái tai bông này nó đang búp nụ nè, ở trên đỉnh này ha, vẫn đang búp nụ nè, chứ không riêng gì xung quanh. Hoa này là tròn đều bốn mặt hết ha cô chú anh chị nè, mặt nào là cũng đang búp nụ dày tàn hết, đủ hết 5 màu. Đây là cái màu mà trắng phớt hồng mà nó đổi nè, nên nó chuyển sang hồng đậm luôn nè cô chú anh chị. Ngũ sắc bên vườn em thì màu sắc rất là rực rỡ. Ghép mắt ghép thì cô chú anh chị yên tâm nha, ghép rất là lâu rồi. Thân này là tông một cốt luôn ha, một cốt. Cái này cái thân ở đây một ôm tay em luôn ha, đế sổ đặt luôn nè, củ đặt nha cô chú anh chị. Gốc rất là sạch sẽ ha. Đây nè. Rồi mã số 7, cao 1m4 nghe 1m5 hoành 22, mã số 7 1.4 triệu, bao gồm phí ship ạ. Tiếp theo là mã số 8, mã số 8 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Đây, phơm tàn rất là dày, bông thì đang búp. Nói chung mà cái tông đợt này là hàng đem bức nụ nhiều nha cô chú anh chị. Cái này là bông mới không ha. Bông này gửi xe về mình có thể vẫn có thể chơi được ha. Này, ngũ sắc này thì cô chú anh chị mua một cặp chân trước nhà thôi, nhìn rất là đẹp rồi. Tại hoa ngũ sắc thì nó có thể chơi quanh năm bốn mùa luôn. Phơm cái tạng cái nó ra đọt non như thế này nè.
nó sẽ ra theo búp nụ luôn. 5 màu, tàn thì tàn gom luôn ha. Cây này có bộ đế coi nè cô chú anh chị, gốc rất là đặc luôn ha. Coi nè, gốc này hai tay em ôm không dép luôn nè. Củ đế nè, gốc rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị, mà nó ôm với nhau rồi nè. Nhìn bộ đế rất là đẹp và khéo luôn ha. Nhìn bộ đế rất là có duyên luôn. Tổng thể cái củ này là 59 nha cô chú anh chị, 59 ha. Bộ đế này 59 nè. Gốc rất là sạch sẽ, nhìn bộ đế là nhìn thấy có duyên rồi. Ở trên thì tàn dày nữa. Rồi mã số 8. Cao 1,5m, nghe mét tư và 18, mã số 8 1,3 triệu, em bao gồm phí ship. Đây, tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Quá xá rồi. Cây này hàng đen búp nụ nha cô chú anh chị. Cẩm thạch tím, tím này là tím đậm nha cô chú anh chị, tím quế tím đậm ha. Đây, cái cây này thì bên nhà vườn em đã vô dây kẽm ở dưới rồi. Vô dây kẽm ở dưới đây rồi, ở trên thì em đang lại với nhau ha. Tàn rất là dày mới làm được cái khung này nha cô chú anh chị. Cây này thì đen đen kéo nhánh non ra ha, vừa kèm theo búp nụ nữa. Đây nè, nụ là từ ở phía trên ha, chẹt dài xung quanh hết luôn nè. Cây này thì cô chú anh chị về bông nó rộ, mình chơi hết được bông này, mình cứ phơm tàn vô, nó ra đọt non rồi nó sẽ kèm theo búp luôn ha. Nè, nó ra đọt non rồi nó kèm theo búp nụ luôn ha. Cái cẩm thạch tím này là siêu bông rồi, tàn rất là dày tàn. Đây, những cái chi tàn chi nhánh ở đây rất là lực nè. Củ đế gốc này rất là già gốc nha cô chú anh chị. Quá xá cái gốc này nè. Gốc này là như gốc mai luôn ha. Rất là già mà nó ôm với nhau rồi nè. Gốc sạch sẽ luôn. Độ sổ của nó là 38 nha cô chú anh chị. Chém bonsai đẹp luôn nha. Tổng cái củ ở đây là 52. Đế sổ nè. Gốc sạch sẽ. Gốc này về cô chú anh chị sang qua chậu kiểu mình chân rất là đẹp ha. Các mắt ghép ở đây thì cô chú anh chị yên tâm, vườn em là ghép với nuôi tàn rất là lâu rồi mới làm được cây như thế này ha, từ 1 năm tới 1 năm rưỡi rồi. Rồi mã số 9. Cao 1m25 tới ngang 1m7, hoành 25 luôn. Mã số 9 1,6 triệu. Nhà vườn à, 1,6 triệu là em bao gồm phí ship luôn, khi ship ship luôn cả chậu à. Giá này là nhà vườn em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 10. Đây, số 10 cũng là một cái cây cẩm thạch tím siêu hoa, cũng đã vô khung rồi. Cái này là y gan cái tàn nón lá nha cô chú anh chị. Cây nè, y gan là cái tàn nón lá ha. Hàng này thì đang búp nụ. Em nghiêng cái phơm tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Hàng đang nụ rất là nhiều. Đây nè, cái này thì là em nhà vườn em đã con tàn rồi, nó ra đọt non rồi nó ra nụ theo y gan gì nè cô chú anh chị ha. Cây này là đang búp nụ rất là nhiều luôn nè. Đây, khi mà cây này mà nở bông rực rỡ ra cái rất là đẹp nha cô chú anh chị, nụ nó đều hết nè. Ở đây thân ở đây nè, chi tàn rất là lực luôn nha, rất là lớn ha, chi nhánh nè. Cây này đóng rất là khéo luôn, đế sổ đẹp luôn, củ đế rất là lớn nha cô chú anh chị. Những cái gốc bonsai này là những cái gốc hàng lâu năm rồi nên gốc rất là lớn luôn. Gốc này độ sổ của nó là 45 nha. Tổng thể củ của nó là 61, em tính 60 luôn. Cái gốc đế sổ mà cái củ 60 là nuôi rất là lâu rồi nha cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị thấy ha, cái bàn tay mà em đưa vô nè, quảng nhỏ ha, gốc rất là lớn luôn, gốc sạch nha cô chú anh chị. Rồi cái cây mã số 10 này thì cao 1m25, tới ngang 70, cái khung 70, hoành 28, mã số 10 1,6 triệu, em bao gồm phí ship luôn. Hãy
cây mã số 11. 11 cây này là năm giống 4 màu. Nghe cô chú anh chị. Năm màu bốn loại giống ha. Đầu tiên là trắng tiết nè. Rồi trắng đại phúc nè, tím bướm, hồng gân, ủa hồng đại phúc. Với lại là một màu cam. Em nghiêng cái phong tàn xuống cho cô chú anh chị xem. Màu cam này là cam rất lớn. Đợt này em về rất là nhiều màu luôn nha cô chú anh chị. Đây, đây là cái loại này là 5 màu lận, 5 màu mà 4 giống nha. Đây màu cam nè, cam này cam nó lớn nè. Trắng này là trắng tiết. Rồi đây là trắng đại phúc, tím bướm. Với lại đây là hồng đại phúc. 5 màu nha cô chú anh chị, 5 màu đó lớn ha. Được cái này là tông một cúc zin luôn. Một cúc zin là không có mặt cắt ha. Đã được nuôi từ nhỏ luôn. Cây này được là cái gốc nè cô chú anh chị thấy ha. Đây một cúc zin nè, hoàn toàn không có mặt cắt luôn. Để nuôi được cái cây một cúc như thế này rất là lâu nha cô chú anh chị. Đó giờ mặt một cúc là người ta thường có mặt cắt ha. Còn cái này là bên em là gốc lớn nè, không có mặt cắt luôn mà lại thân gốc này nè. Rất là lực luôn ha. Một ôm tay của em ôm cái thân vô cô chú anh chị mình xem ha. 14 nha cô chú anh chị. Tùy theo chỗ mình đo ha. Mà em đo ngay vị trí đó là tương đồng. Ở dưới đây nè có thể 15, 16 luôn rồi nè. Đế nè, đế sổ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nó uốn lượn với nhau mà gốc cực kỳ là sạch luôn ha. Đây nè, ăn sâu dưới đây nữa. Cây này về cô chú anh chị mình làm cây dù rất là đẹp luôn nha. Vô khung á. Rồi mã số 11. Cao 1m8, tán ngang 1m5, hoành 19. Mã số 11 1.4 triệu. Làm bao rộm phí ship. Tiếp theo mã số 12. 12 là cây này thì là gồm có là nhiều màu ha. Màu đỏ lửa, màu hồng gân. Hai màu. Màu đỏ lửa và màu hồng gân. Đỏ lửa bên em là đỏ, đỏ tươi nha cô chú anh chị, đỏ rực rỡ, đỏ tươi ha. Cái nhánh hồng gân này là hồng gân bông đậm luôn nè. Ghép với nhau nhìn rất là đẹp ha cô chú anh chị. Hồng gân này bông đậm nên cái nụ nó cũng hồng từ nhỏ luôn nè. Vàng lá thì xanh mướt nha. Đây, ở dưới đây thì đế này đế một cốt luôn ha, gốc lực. Đây. Ôm ha cô chú anh chị. Gốc thì ăn sâu dưới đây nữa nè. Rồi mã số 12. Cao 1m1, ngang 1m3, hoành 20, mã số 12 800.000. Tiếp theo mã số 13. 13 thì cây này là cũng là nhiều màu sắc nha cô chú anh chị. Đầu tiên là màu cam, màu hồng. Rồi với lại màu tím tiết, màu vàng, trắng phớt hồng, hồng sắc pháo. Cây này là 6 màu nha cô chú anh chị. 6 màu ha, tông một cốt luôn. 5 màu thái và một màu tím tiết, 6 màu. Đây, cây này thì cũng là tông một cốt luôn, một cốt zin luôn. Cây này hoành nhỏ mực được cái bộ đế nha. Bộ đế rất là đẹp. Bộ đế đặc luôn ha cô chú anh chị, cụ đặc ha. Bộ đế rất là già lực. Còn mã số 13. Đây cái phân tàn. Cao 1m2, ngang 1m và 15, mã số 13 800.000. Em bao rộm phí ship luôn. Tiếp theo mã số 14. 14 thì cây này gồm có 7 màu luôn nha cô chú anh chị. Gồm là 5 màu thái, 1 màu tím tiết và 1 màu trắng tiết nè. 5 màu thái thì gồm có là màu hồng sắc pháo, màu đỏ, màu vàng. Màu vàng, màu cam, màu trắng phớt hồng. Còn hai màu kia là một màu tím tiết nè. Với lại một màu trắng tiết. Đây trắng tiết nằm ở dưới đây. Cây này 7 màu. Xum xê hết nha cô chú anh chị, tông một cúc zin luôn. Em nghiêng cái phong tàn xuống cho cô chú anh chị xem ha. Đây.
Cây này là hàng đang búp nụ nên chưa thấy bông rộ nha cô chú anh chị. Búp nụ rất là nhiều ha. Cây đây là thân nhánh nè, cũng là cả ôm tay em ha. Rất là lực luôn nè. Cây này củ đế già luôn nha cô chú anh chị, đế sổ già ha. Rồi mã số 14. Cây mét 3, nghe mét 2 và 17, mã số 14 850.000. Tiếp theo mã số 15. 15 là một cây hồng gân. Hồng gân này hồng gân bông đậm nha. Cây này cây lớn nha cô chú anh chị, phân tạng lớn nha. Đây hồng gân nè, cái mặt hoa của nó nè, khi nó chuyển màu nè. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái nụ nó là nụ hồng từ nhỏ luôn nè. Đây nó đang chuyển màu nè. Những cái cây này là nó đang chuyển màu qua nè. Em nghiêng cái phân tạng xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây rất là đẹp nha cô chú anh chị ha, cái màu rất là dễ thương ha. Đây khi mà nó đã chuyển sang hồng hết rồi nè, nhìn cái màu rất là sáng. Hồng gân này cô chú anh chị mình chơi cũng rất là bền nha, nó cũng rất là lâu rụng luôn mà nó lại xiên ra hoa nữa. Ở dưới đây thì chi tàn đóng rất là đều luôn ha, chi nhánh thôi nè, rất là khéo luôn. Cây này thì được củ đế sổ rồi nè, rất là già và gốc đặc luôn nha cô chú anh chị, gốc lớn luôn rồi nè, đế sổ rồi nè, củ rất là lớn. Cái thân ở đây có độ khó khăn đó ha, em đo cái chi tàn cho cô chú anh chị mình xem ha. Cái nhánh ở đây là 15 ha, chi tàn lớn luôn nha. Độ sổ này cũng tầm 35 trở lên, gốc sạch sẽ, gốc không có hẹo vết gì hết nha cô chú anh chị. Rồi mã số 15. Cao là 1m1 tới nghe mét 3 và 19, mã số 15 1,2 triệu. Em bao gồm phí ship ạ. Tiếp theo, mã số 16 là cũng là một cây hồng gân luôn. Cái này là tàn gom ha, hồng gân này đã chuyển màu hết rồi. Nó chuyển sang nguyên một màu hồng đậm hết rồi nha cô chú anh chị. Đây. Khi mà hồng gân á, mà nó chuyển sang màu hồng đậm hết rồi, rất là đẹp nè cô chú anh chị ha. Nó đã chuyển màu hết rồi. Cây này có độ hớt khăn luôn ha. Đế thì đế sổ đẹp ha, rất sạch sẽ. Rồi mã số 16. Cao 1m15 tới nghe 1m1 và 19, mã số 16 650.000. Tiếp theo mã số 17 là một cây dưa hấu. Xum xê hoa. Đây cái phân tàn. Phân tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Phân tàn càng dày thì hoa nó sẽ ra càng nhiều nha. Đây. Hoa là tròn đều luôn ha. Cây đây là thân một cốt. Thân ở đây rất là lực nha cô chú anh chị. Cũng một ôm tay em luôn nè. Đế sổ luôn. Độ sổ cũng tầm 35 ha. Gốc sạch sẽ. Rồi mã số 17. Cao 1m, ngay 1m1, khoảng 20. Mã số 17, 650.000. Mã số 18. Cái này là hồng kép. Đây là giống mới luôn nha cô chú anh chị. Giống hồng kép ha. Đây. Này là mã số 18 nha cô chú anh chị. Cây này là một cây màu mới ha, cây hồng kép. Đây cái này là màu giống mới nè. Cái bông của nó nè. Cây này cô chú anh chị mình về mình mua cây này để làm giống ha. Đồ rất là nhiều bo luôn. Cái bông mới tí tí ha. Đây chùm chùm luôn. Cây này thì tông một cốt luôn ha cô chú anh chị. Cao 1m1, ngang 1m và 10 quành 9, mã số 18 400.000. Đây, mặt hoa nữa nè. Màu hồng kép này rất là đẹp ha. Và mã số 18 cũng là cuối clip ạ.
Mong cô chú anh chị xem clip ủng hộ vườn em. Chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau. Em xin chào.